Dạ rồi nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị tàn rin thiên nhiên nha. Cây này cây mới về bầu đất rin luôn. Cây này có mã số là 30. Hoành gốc ở đây đo được là 65 nha. Cây cao là 50. Tán rộng từ từ đây mà qua bên này là 95. Bầu đất hiện tại là 42 nhân cho 35 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1,2 triệu bao ship nha nhà. 1,2 triệu bao ship nha. Cái này là về mình chỉ việc lên chậu thêm chất trồng là ok thôi. Đó. Và mùa này là cái mùa tốt nhất để cho mình ươm phôi nha. Đó, phôi mùa này thì nó không có lá đâu. Đó, có cây nó trụi lũi hết luôn à. Tại vì mùa này là mùa thay lá mà. Đó. Rồi khi mà nếu mà ở ngoài thiên nhiên á là mùa này nó hầu như là nó khô lá, rồi bắt đầu nó chờ mưa xuống là bắt đầu nó bung lọc thôi. Cây này cũng vậy, về mình lên chậu mình nếu mà nó mình lên cái chậu nặng á thì mình để ngoài nắng, nhưng mà mình có lưới che ở mình phủ cái lưới len qua, còn nếu mà mình ươm trong mát thì mình chờ nó khỏe khỏe rồi mình đưa ra nắng nha. Đó. Rồi mã số 30, 1,2 triệu bao ship nha mình. Nhà mình xem tham khảo, nếu mà được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Đó, cây này chi tàn thiên nhiên luôn nha. Đây này, chi tàn thiên nhiên rất là ok luôn, rất là côn cành luôn nha. Rồi nhà mình xem tham khảo, nếu mà được duyên ý thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi, số điện thoại nhà vườn là 0889244699 luôn nha. Dạ rồi nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên nha. Cây này kêu là song long chầu nguyệt nha cả nhà. Song long chầu nguyệt nha. Đây là một con rồng, đây là một con rồng. Có hai cái nó ấy là cái này mình gắn ở đây một cái hòn chầu nữa là ok luôn. Đó, phôi này thì phôi mới về nhưng mà nó cây này có bầu đất rin. Cây đang bung lọc rồi nha. Cây này về khoảng tầm 10 ngày rồi. Đó là nó đang bung lọc luôn rồi. Nên nhà mình yên tâm. Cái này về mình chỉ việc lên chậu, tháo bọc này ra, lên chậu thêm chất trồng là ok thôi. Đó, còn cây này thì nó hơi nặng thì mình nếu mình bỏ ngoài nắng á thì mình che cái lưới len lại, còn không á thì mình để trong mát, thì đến khúc lúc mà cây nó khỏe thì mình phải đưa ra nắng nha, phải đưa ra nắng nha, chứ không đưa ra nắng là cây nó quéo luôn. Đó. Rồi, cây này có mã số là 31 nha. Cái hoành gốc ở đây này đo được là 59. Cây cao từ mặt bầu đây mà lên đến ngọn đây là 78. Cái tán rộng đây nha, tán rộng đây. Đó, tán rộng đây đo được là 120. Cái bầu đất này hiện tại là 45 x 40 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 3,5 triệu bao ship nha mình. 3,5 triệu bao ship nha. Đó. Song long chầu nguyệt. Rất là đã luôn. Mạnh. Mình nếu mà mình tính ra thì ở đây một con này, ở đây một con nữa này, ở đây con nhỏ nữa này. Đó, rất là ok luôn. 3,5 triệu bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cái này nó liền ra đây có rễ luôn nha. Đó, nó bắt cầu nó liền ra đây có rễ luôn. Đó, ở đây là có rễ luôn nha, bầu đất rinh luôn nè. Đó. Mã số 31, 3,5 triệu bao ship cho cây cẩm thị này luôn nha. Phôi cẩm thị sống khỏe này luôn. Nói chung cái này mà bầu đất rinh á nó rất là an toàn. Đó. Nhưng mà về mình đừng vũ đi nha. Nói chung là nó rớt cái gì nó rớt, nó dính cái gì nó dính, chứ đừng có về mà nắm vũ đi hết thì bên nhà vườn không có trách nhiệm nha. Đó. Rất là đẹp luôn. Cái này giống như là song long chầu nguyệt luôn đó nha. Đó, rất là đẹp. Rồi nhà mình xem tham khảo nha, được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị quái nha nha. Đó, phôi này rất là quái luôn. Đó, thực ra là nó nằm theo đây nè, như cái này là cái rễ luôn nè. Đó, nó nằm tựa vô cái vách đá. Đó, cái này mình nhìn nó giống như là con phi mã cả nha. Giống như là ngựa đang phi nè. Đó. Nè, ở đây giống như người đang ấy nè. Đó nè. Giống không? Ở này giống người đang phi ngựa. Đó. Thì nói chung là tác phẩm này là nó quái, phôi mới về nha. Nhưng mà rễ ở dưới nó cũng khá là nhiều. Nói chung là về khi mà mình được duyên giao lưu cái này về mình cứ tháo nhẹ bọc ra.
đó rồi bắt đầu mình lên chậu, nói chung nó rớt cái gì nó rớt, nó dính cái gì nó dính đó, rồi mình lên chậu thêm chất trồng là ok thôi đó. Rồi cái này có mã số là 32, mã số 32 nha. Cái hoành góc đo được ngay chỗ này này, hoành góc đo được chỗ này là 26, 26 nha. Cây cao mà tính từ mặt đây này lên đến ngọn đây là 80 đó. Cái bầu đất thì nó, nếu mà mình lên chậu tròn á thì cái bầu đất hiện tại là cỡ tầm 35 đó, 35 nhân cho 23. Còn mà mình muốn để nó quái á, để nó quái mà mình vừa trồng thằng này vừa trồng cái này luôn á thì nó là thuộc về dáng nằm đó. Rồi nói chung cái này cũng có khá là nhiều cái demo cho mình sưu tầm cái này nha. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 2.000k bao ship nha, hay còn gọi là 2 triệu bao vận chuyển. Mã số 32 nha, mã số 32, 2 triệu bao vận chuyển cho phôi cẩm thị quái này luôn nha. Ở nhà mình xem tham khảo được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Không chậu nha, cái chậu này chậu demo thôi. Có cái chậu này luôn đổ nợ rồi nha. Rất là đẹp. Cây này phôi quái nha. Đó. Cẩm thị phôi quái nha. Mã số là 32. Mã số 32 nha. 2.000k bao ship hay còn gọi là 2 triệu bao vận chuyển nha mình. Mã số 32. Phôi rất là quái luôn. Cái này nói chung là mình để nó xéo xéo tí xíu nữa là giống như hình tượng một người đang phi ngựa vậy. Đó. Rồi nhà mình xem tham khảo được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Dạ rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị phong bay thiên nhiên mới về luôn nha. Phôi này bầu đất rin luôn, rẻ này, quá trời rẻ luôn. Nhà mình yên tâm luôn nha. Phôi này có mã số là 33. Cái hoành gốc ở đây đo được là 27. Cây cao là 52. Tén rộng nha, tén rộng ở đây đo được là 85, 85 nha, 85. Bầu đất hiện tại là 37, 37 nhân cho 30. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 1 triệu bao vận chuyển nha, 1 triệu bao vận chuyển. Nhà mình xem tham khảo luôn, được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Đó. Ôi bò đất rin này, đế này, khỏe luôn. Cái này về mình chỉ việc tháo bọc lên chậu và thêm chất trồng là ok thôi nha mình. Rất là duyên dáng luôn nha. Mã số 33, 1.000k bao ship nha. Phôi mới về luôn. Nhưng nhà mình yên tâm, mùa này là mùa ươm phôi đạt tỷ lệ rất là cao nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Nếu mình xem ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị dáng trực phong thiên nhiên luôn nha mình. Nhà mình xem tham khảo rồi nha. Cái này là trực thẳng tưng luôn. Đó, phôi mới về nha, rễ cũng khá là nhiều. Nhà mình yên tâm, cái này về mình chỉ việc tháo bọc và nó rớt cái gì nó rớt, nó dính cái gì nó dính, mình lên chậu thêm chất trồng là ok thôi. Đó. Cái này có mã số là 34 nha, mã số 34. Hoành gốc ở đây đo được là 28 nha, hoành gốc đo được là 28. Cây cao là 86, cao đến ngọn là 86 nha. Bầu ươm hiện tại là 30. 30 nhân cho 25, 30 x 25 nha. Phôi này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 950k bao ship nha, 950k bao ship luôn. Form thiên nhiên nha, trực form thiên nhiên. Cái này mà mình về bắt đầu mình làm mình phân tán ngang ngang ra nữa là rất là cổ thụ luôn nha mình. Đó, nói chung là thời gian cũng phải là vài năm. Đó. Là nó sẽ có một cái cây trực rất là đẹp cho mình sưu tầm luôn. Mã số 34 nha, 950k bao ship luôn. Nhà mình xem tham khảo được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn, nếu mình xem ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Từ đó. Mày.
Dạ rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị tàn vinh thiên nhiên VIP luôn nha. Phôi này phôi VIP luôn cả nhà. Họ nhìn cái bộ thế này, nó ok luôn. Cái này á, là nó nằm nó kẹt ở trong đá rồi, cho nên là không có lấy được cái bầu đất được nhiều nha. Nên là, nhưng mà mùa này thì nhà mình yên tâm. Đó, tỷ lệ nó rất là cao. Đó, nhưng mà cái bộ tán này coi nè. Đó, bộ tán này ghiền luôn. Cong cong quẹo quẹo luôn nha mình. Rồi cây này có mã số là 35. Hoành gốc ở đây đo được là 62, cây cao là 68 nha. À, tán rộng này. Đó, tán rộng mà đo từ ở cái đây mà qua bên ngay chỗ này luôn là 125. 125 nha. À, cái bệ rễ hiện tại này, bệ rễ hiện tại là 37. 37 nhân cho 40, 37 nhân 40 nha. Phôi này nhà vườn xin giao lưu là 3,5 triệu bao ship luôn nha. 3,5 triệu bao ship. Nhà mình xem tham khảo được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Tay cành thì bao đẹp luôn. Đó. Cái này về mình chỉ việc lên chậu một phép một luôn, lên chậu thêm chất trồng một phép một luôn. Nếu mình để ngoài nắng là có lưới che nha, còn nếu mà mình để trong mát á, thì ok bình thường. Đó. Rồi khi mà lá nó ổn ổn là bắt đầu là mình đưa ra nắng nha. Đó. Nếu mà không đưa ra nắng là cây nó không quang hợp được là thua luôn. Rồi mã số 35 nha, 3,5 triệu bao ship. Nhà mình xem tham khảo được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Mã số 35. Tay cành này, tay cành thì bao đẹp luôn. Đó, cameraman quay ở bên dưới dưới tí xíu nha. Ồ, rất là ghiền luôn. Tay cành thì bao đẹp rồi. Đó, nhẹ nhàng cho khán giả mình xem. Phôi này thì quá ok luôn nè, thân cành lắc lượng luôn nè. Đó, lòng tranh hổ đấu gì có luôn nha. Rồi mã số 35. 3,5 triệu bao vận chuyển nha mình. À, cho phôi tấm thị VIP này luôn. Rồi em xin qua cái này luôn nha. Nếu mình xem ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên VIP luôn nha mình. Đó, phôi VIP khủng luôn nha. Em mình xem nè. Wow. Đó, phôi này rất là ok luôn. Rồi phôi này có mã số là 36. Mã số là 36 nha. Tổng hoành. Tổng hoành cái cụm này là 123. Cây có chiều cao từ cái mặt bầu này lên đến đây này là 68 nha. À, tán rộng. Tán rộng mà từ đây mà ra ngoài cái tán ngọn kia là 145. À, đang nằm cái bệ rễ hiện tại là 58 nhân cho 40. 40 nha. 58 nhân 40 là cái bệ rễ nha. Đó. Phôi này quá VIP luôn nha mày. Do cái này là ở cái nó đá nó nhiều cho nên là không có lấy hết bầu đất trọn vẹn đâu. Nói chung nhưng mà nó cái dòng mà nó kẹt trong đá nó bí bách á, nó rất là dễ sống luôn nha mày. Đó, cái này về mình chỉ việc lên chậu thêm chất trồng là ok thôi. Đó. Rồi phôi này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn nha. 5 triệu bao vận chuyển luôn. Nhà mình xem tham khảo nha, được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi cameraman quay lướt lướt cho kỹ kỹ cho khán giả mình xem cây này nha. Cây này rất là VIP luôn. Đó, nó đẹp mà tới cái ngọn luôn nha mày. Nó có cái cò này, có cái cò này cũng khá là hay nè. Đó. Mã số 36 nha. 5 triệu bao vận chuyển. Rất là VIP luôn, coi khủng nha. Khủng đẹp. Đó, cái này mà về mình lên cái chậu mình cho nó huyền. Cái này dáng huyền. Là ok luôn. Rất là phê luôn đó nha. 5 triệu bao vận chuyển nha. Nhà mình xem tham khảo được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Phôi này rất là khủng. Đó, mình xem nè. Rất là khủng luôn. 5 triệu bao vận chuyển nha. Rồi nhà mình xem tham khảo được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.